Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hiện nay cây sầu riêng ở địa phương em đang phát triển rất mạnh và có cái giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên, đa số bà con là chủ yếu là thâm canh theo kiểu tự phát nên cái đảm bảo cái chất lượng không cao. Hiện nay bà con nông dân đang hướng tới một cái mục tiêu mới, đó là sản phẩm sầu riêng sạch. Hôm nay cùng với lại cán bộ nông nghiệp của xã và một số hộ nông dân đang hội thảo để định hướng cái sản phẩm Việt Gáp đã đưa ra thị trường cái sản phẩm sầu riêng sạch. Sau đây mời các bác cùng em đi vào bên trong để xem bà con nông dân họp và hưởng ứng như thế nào. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Báo cáo các chú, các bác, anh, các chị là căn cứ vào cái công văn số 32 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp thực hiện chứng nhận Việt Gáp trong sản xuất nông nghiệp, căn cứ vào cái tình hình thực tế của địa phương, qua một cái buổi làm việc ngày 1/3/2024 giữa Ban Nông nghiệp xã với cả Phòng Nông nghiệp và Chi cục Quản lý Chất lượng Thủy sản tỉnh, thì hôm nay trên bên phía ủy ban là cũng có mời thêm một số cô các chú anh chị, là có anh Nguyễn Văn Toàn là phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã cũng về tham dự và nắm bắt tình hình, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Về phía bên hội nông dân thì các chú anh chị là có anh Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch hội nông dân xã, cũng rất là tâm huyết nhiệt tình với cả bà con nông dân cũng về tham dự và nắm bắt tình hình rồi chuyện trao đổi. Thì chúng ta cho một tràng pháo tay. Năm nay ấy, là xã Xuân Phú là được ưu tiên, được chi cục quản lý chất lượng ưu tiên là hỗ trợ xin của sở tài chính và sở nông nghiệp tỉnh hỗ trợ cấp 30 hecta công nhận, tư vấn và công nhận sản phẩm Việt Gáp cho cây sầu riêng, cho trái sầu riêng. Thì báo cáo các cô chú các anh chị, đây là cái hoạt động tôi nghĩ là rất là tốt, đem lại cái quyền lợi cho bà con. Tôi ví dụ luôn là các bác có thể tham khảo ngay bên cư quê đây, cũng có diện tích có khi còn nhiều hơn Xuân Phú, có khi thôi. Chúng tôi đều biết là có một vùng là 10 hecta tập trung rồi đấy, là khi mà tiêu họ kém là họ đã bắt đầu trồng sầu riêng rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là đề nghị thì chưa thành công, chưa được. Thì báo cáo các chú các anh chị là có, chúng ta địa phương chúng ta là có anh Đông nguyên là trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Eka, là hiện đang đã vào Xuân Phú công tác, là bí thư đảng ủy huyện. Anh Đông là cũng rất là quan tâm đến ngành nông nghiệp, và trước khi anh đi ấy, là nắm được cái nhu cầu của địa phương, cũng đề nghị chúng tôi đã, Xuân Phú là đang làm cái mã vùng trồng, nhưng mà tuy nhiên là với cả công ty thì xuất nhập khẩu về cái thị trường Việt Gáp rồi nghiên cứu và đưa ra quyết định để chúng ta làm cái sản phẩm này là còn mang lại lợi ích cho chính chúng ta và chính người tiêu dùng. Thì báo cáo các cô chú các anh chị, bây giờ sản phẩm nó đang thiếu thì có thể là chúng ta bán trôi nổi, bán thị trường tự do nó dễ dàng. Cơ bản ấy thì tôi nghĩ là câu chuyện tương lai nó sẽ cần những cái sản phẩm sạch chất lượng trao đổi, chúng ta đưa ra cái thảo luận, đưa ra cái phương pháp tiến tới thống nhất là chúng ta sẽ thành lập tổ hợp tác sầu riêng và chúng ta sẽ chốt danh sách để gửi lên chi cục quản lý chất lượng để xây dựng dự toán tiến hành triển khai. Thì báo cáo các cô các chú anh chị, 1/3 là có làm việc rồi, nhưng mà tuy nhiên là có một số các cô chú anh chị là đang còn dao động, đang còn sợ về cái vấn đề thuốc thang, thì chúng tôi mới đề xuất mong làm sao các cô các chú anh chị đưa ra thảo luận tiến tới chúng ta thống nhất làm cái Việt Gáp này. Thì tôi nghĩ là cái Việt Gáp này chứng nhận cho chúng ta là cái sản phẩm chúng ta làm ra an toàn, sẽ đảm bảo. Thì tôi nghĩ là đấy là chính là cái mong muốn của bà con, vì chúng ta sản xuất ra mà không có cái cơ sở gì, không có căn cứ gì về chứng minh là chúng ta sản phẩm đảm bảo, thì tức là thuốc thang không phụ thuộc, thuốc thang phân thuốc chăm sóc là do mình hết, nhưng mà họ sẽ tư vấn cho mình là đấy, họ sẽ tư vấn cho mình là sản xuất như thế nào cho nó an toàn, thì không nên dùng cái thuốc mà cấm trong danh mục. Tiếp theo chương trình thì cũng
lời ý kiến của các cô chú, các anh, các chị và đặc biệt là ý kiến của hai đại biểu ở trên xã, làm sao chúng ta ban bạc thảo luận để đưa tới một cái kết cục tốt nhất. Xin hẹn. Xin ý kiến rút nhỉ? Thưa đồng chí toàn phó chủ tịch, thưa đồng chí Hùng, đồng dân, vâng, toàn thể đây thì bóc mũi các anh các chị hôm nay đến tham gia hội ý, tham gia hội ý cái việc mà chúng ta trồng cây sầu riêng và sự phát triển tương lai của cây sầu riêng những năm tiếp theo, cái tinh thần mà ở bên hội nông dân triển khai và cũng như cái tinh thần được sự quan tâm từ tỉnh và đến huyện và cuối cùng là về xã chúng ta, thì ở đây tôi thấy một điều là rất là tuyệt vời. Thì thực ra mà nói thì khi sản xuất hàng hóa, sản xuất hàng giá ra thì bây giờ tương lai về sau là chúng ta và ngay bản thân người dân chúng ta cũng rất là cần hàng hóa sạch. Hai nữa là bản thân chúng ta sản xuất hàng hóa thì cũng rất là cần là sử dụng các cái loại phân thuốc làm sao mà cho nó đảm bảo về sức khỏe. Thế thì ở đây thì chắc chắn là một điều là cũng có nhiều các anh các chị thì cũng đã có kinh nghiệm làm sầu rồi, thì cũng đã có thu nhập rất nhiều rồi. Về phía bản thân tôi thì thực ra mà nói thì số lượng cây thì cũng nếu mà so thì nói chung là cũng tầm khoảng 200 đấy, nhưng mà cái là năm nay thì mới là những năm đầu để vào thu hoạch. Thế nhưng ngược lại là tôi cũng đã theo một năm nay rồi, tức là năm ngoái năm kia thì năm kia là cũng đã từng lăn lộn về trong các lĩnh vực về thuốc phân. Thế nhưng mà đúng là một cái là chúng ta làm theo cá nhân thôi, chúng tôi cái cây trồng riêng thì nó rất là khó tính trong cái thời gian thời điểm mà chúng ta làm bông này rồi quá trình chăm sóc ngay từ đầu. Thế thì tôi cũng lăn lộn, nhưng mà cái việc mà chúng ta làm theo cái kiểu mà tự phát của bản thân mình ý, thì đôi khi là không may mà chưa có kinh nghiệm là đôi khi là không may là phát lổ phát xỉ, trong khi đó là phụ thuộc thời tiết. Nên chính vì vấn đề như vậy là năm ngoái là tôi cũng đã theo công ty Thiên Long của thành phố Hồ Chí Minh, mà công ty Thiên Long này thì là chuyên về sinh học và hữu cơ, thì đây cũng là chương trình Việt Gáp, ngoài ra không sử dụng bất cứ một cái vấn đề gì của hóa học. Mà trong khi đó thì tôi xét thấy một năm nay là cái đầu vào mà chăm sóc cho cây sầu riêng ấy của tôi ấy, thì đến giờ này đến còn một cước nữa là tôi mới hết có 34 triệu. Đó. Tất tần tật là từ ADS, từ phân đo đến coi như là thuốc thang đầy đủ, chỉ trừ mỗi có thiếu mỗi cái công coi như là thuê người thôi, tức là công thuê người là tôi không tính vào. Đấy là nói sự thật. Thế thì tôi mới thấy được là cái việc mà khi làm theo sinh học và hữu cơ thì nó khác với hóa học là ở đây, ở cái chỗ là như này, tức là tất cả các loại thuốc phân chúng ta có thể kết hợp cùng một lúc, không phải phân biệt từ coi như là ví dụ tôi nói đang nói từ gốc đồng, từ gốc đồng sinh học là tức là từ khi đánh thuốc lấm thì thuốc lấm rồi phân bón lá rồi thì tất cả các loại thuốc sâu có thể cùng làm chung một lúc, cùng trong một phi và đánh cùng một lần, vì nó là gốc gốc sinh học thế nên là nó không có cái tính phản ứng. Nhưng mà chúng ta làm hóa học ở đây thì đương nhiên là gốc đồng của chúng ta là hóa học là không thể trộn chung, đúng không? Trộn chung với có thể là trộn chung với phân bón lá được, nhưng không thể trộn chung với thuốc sâu được, vì trộn chung sâu là phản ứng. Thì được một cái việc đó là tôi cũng đã thấy là chúng ta đã phải mất thêm một lần phun nữa. Thứ hai nữa là cái việc mà làm theo hóa học thì nó không theo một cái quy trình cơ bản, thế nên là khi mà làm theo sinh học hữu cơ thì nó có trình tự ngày giờ của nó. Ngày phun là sẽ phun 10 ngày là 10 ngày chẳng hạn, như còn tưới nước thì nó cây sầu riêng thì đúng là mùa này thì chúng ta phải giữ độ ẩm thường xuyên rồi. Thế nên là sau khi tôi mới thấy một năm nay thì tôi thấy là đến giờ này của tôi thì khẳng định là tức là khi mình cùng anh em kỹ thuật là cũng đã lăn lộn, thì là kỹ thuật ở đây không phải thuê người ta đâu nhé, tức là mình sử dụng phân thuốc tất cả của công ty thì công ty phải có trách nhiệm, đội ngũ kỹ thuật là phải đồng hành cùng với hộ gia đình chúng ta. Thế thì hiện tại thì cái công ty người ta chi nhánh thì là năm nay, năm vừa rồi, năm ngoái là đã mở được thêm một chi nhánh ở tại Đắk Lắk chúng ta rồi, thì là anh em kỹ thuật người ta cũng cắm ngay ở đây, thì là người ta sẽ thường xuyên tới vườn thăm vườn và người ta có những cái gì trục trặc thì mình liên hệ, hoặc là người ta thường xuyên người ta đến thăm vườn và người ta định hướng cho mình cái cách chăm sóc. Đấy là như vậy. Thì ngay như vườn của tôi thì năm nay là 150 cây vào thu, thì đến giờ này thì dự kiến là trong vòng tháng 2, hết tháng 2 là của tôi sẽ sổ nhị là hoàn thành. Giờ này thì đối với tôi thì tôi đang đi tiễn khoảng cách của bông rồi, thì nội dung thì
chưa phải là một thành viên của các vị đâu. Thế nhưng mà theo tôi thì đúng là theo theo cái chương trình mà chương trình này là rất là tuyệt vời. Chứ không không có gì là mà theo tôi nghĩ là đầu vào về phân thuốc là nó cũng rẻ chứ không phải là cao đâu. Dẻo hơn nhiều so với hóa học. Đấy là nội dung tôi có muốn có cái ý kiến. Thế thì nếu như các vị, nếu bây giờ tôi đi sang thì về cá nhân tôi thì cũng thích tham gia vào để rồi chúng ta cùng nhau, vì cơ bản ở đây là chúng ta làm ruộng làm rẫy là nhà nông mà chúng ta cùng một loại cây trồng, thì theo tôi nghĩ là đối với chúng ta ở đây là nên hợp tác với nhau, cùng nhau phát triển và cùng nhau có thế thì mới chúng ta mới thường xuyên trao đổi giữa các ABC, ông A, bà B, bà C nào đó, thì chúng ta thường xuyên trao đổi với nhau. Thì chính vì vấn đề như vậy thì từ đó cây vườn của chúng ta nó có cái trục trặc ra sao thì chúng ta mới có những cái vấn đề là cái góp ý kiến. Thì chính vì vấn đề như vậy thì theo tôi nghĩ là nó sẽ thành công hơn, và cũng như sau này cái kết quả của chúng ta mà ra thị trường thì theo tôi nghĩ là nó cũng kết quả cao hơn. Là chắc chắn một điều là khi chúng ta vào một cái nhóm, một cái tổ, thì cũng như là sau này thì là sẽ thành lập một cái hợp tác xã, một hợp tác xã chẳng hạn tự nguyện thôi, cùng nhau phát triển kinh tế, thì theo tôi nghĩ là cái điều đó là rất là tốt. Cũng như ví dụ như người ta chăn heo chẳng hạn, thì như ông chăn heo là phải ngồi với người chăn heo đúng không, ông đào sầu riêng phải ngồi với ông sầu riêng đó, ông nuôi bò cũng vậy thôi, ông phải ngồi với nhau nó mới hợp cạ, mới cùng với nhau thì trao đổi nó mới dễ. Đó, thì chúng ta làm sầu cùng làm sầu với nhau thì dù ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là cái chất lượng mà chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện với nhau và chúng ta trao đổi, thì theo tôi nghĩ là nó hợp lý hơn và nó phù hợp và chúng ta lên theo. Tôi xin hết. Hay quá, ý kiến hay, cảm ơn anh. Rồi xin ý kiến được và phần khác. Đồng chí trên toàn xã Thái Văn Hồng Dân. Hết mặt đi không? Thực ra mà nói thì như ông Vĩnh đây thì ông là một người cũng xuất phát từ cái nhà lâm. Ông cũng có cái kinh nghiệm. Như tôi đây, ví dụ như tôi đây thì chưa biết một cái gì về sầu riêng cả, mình cứ nghe mình làm thôi, chả hiểu được. Thế đấy, hôm nay được thông báo của xã thì anh em gọi là thành lập cái hội làm trong cái hợp tác xã Việt Gáp, thì tôi chỉ mong muốn là ví dụ cái cuộc hôm nay là buổi họp đầu tiên, mình có cần văn bản không, hay là mình cũng ví dụ như là trong bên khu dưới chỗ anh này thì như là một ông nào chịu trách nhiệm, khu trên này thì mỗi ông nào kinh nghiệm, trong này cũng không nào đó, nhiều khi ta trao đổi ấy cho nó hiệu quả hơn. Đấy, ví dụ như là tổ trưởng nó cái trong một cái tập thể thì mình có cái ông trưởng ông phó nó dễ quản lý. Đấy, nhiều khi bây giờ ở trên người ta đưa thông tin về thì chỉ cần báo ông thôn trưởng thôi, ông hội trưởng thôi. Đấy, có nghĩa là từng khu vực một, từng cụ một thì mình sẽ nắm bắt được hết. Đấy, cho nên là cái buổi họp đầu tiên là tôi chỉ ý kiến thế thôi, chứ còn thực ra mà nói thì tất cả hiệu quả thì chắc hiệu quả như thế nào thì chắc tất cả các ông các bà đây cũng nắm mắt được hết, nó vào hội là nó có lợi như thế nào, rồi là nó hiệu quả làm sao thì chắc mọi người cũng biết rồi. Cho nên là tôi chỉ có ý kiến ngắn như thế, nó nghĩ là mình phải là sớm thành lập được một cái hội trưởng hội phó như nào đó. Đấy, cho nên là tôi cũng ý kiến luôn là ví dụ như là ở cái khu vực dưới kia, dưới khu vực thôn 7, thôn 6, thôn 7 ấy, ví như là ông Hạnh. Đấy, trên chúng tôi trên này, trên qua thôn 4 ấy, khu vực thôn 3, thôn 4, thôn 2, thôn 3, thôn 4, như là thế. Là ví dụ ông Thuân hoặc là, đấy, cái ông nhiều sầu riêng thì nhiều khi ông ấy đi sâu hơn. Thì tôi cũng chỉ có gọi là trăm cây trở về thôi, nó cũng không nhiều lắm. Nhưng tôi muốn làm để cho nó có cái hiệu quả cao. Đấy, còn bên này trong khu vực trong này thì ông Tuấn này ví dụ thế. Đấy là mình nhóm nhà lô chứ. Đó, thì nó mình khu này ví dụ như là Khuyến này đó, thì cái đó là nó dễ, mình dễ trao đổi hơn. Thế xong rồi nếu mà thành công ấy thì hôm nào toàn bộ là ra gặp gỡ một bữa, thế là cho nó tưng bừng phấn khởi đúng không? Đấy, nó thế thì nó sẽ ok được. Vậy lắm bắt kém và đi sau thế. Thế thì mình bây giờ đã thiết thực ngồi đây rồi thì mình cứ thoải mái đi. Đấy, không có gì phải. Anh làm được năng suất cao, giá cả tốt thì anh nhanh phát triển kinh tế, nhanh có tiền đúng không? Đi du lịch các nước, thậm chí là Mỹ, Canada gì đó đúng không? Đúng rồi. Thì sao mình không làm ra sản phẩm không có tiền thôi thì làm sao đi nổi?
rồi lại thỉnh thoảng lại nhậu bữa. Đúng rồi. Đó, có làm nó rộng nhỏ. Đâu có làm có rửa. Có ý kiến của các bác khác đi. Một ít. Thì em có ý kiến một tí. Chung là trong cái cuộc họp vừa rồi ở bên xã thì em cũng không có mặt, em cũng không nắm được là cái tình hình như thế nào. Thế nhưng mà theo em hiểu lôm na về cái vấn đề Việt Gáp này thì là mình làm cái vấn đề là sản phẩm sạch, đúng không? Sản phẩm sạch để mình cung ứng ra thị trường để cho được cái giá tốt. Ví dụ như sau này bây giờ thì nó là như vậy đấy, nó giá trị thì bán thế nào cũng được, bán tự do giá lúc nào cũng cao, nó bị cạnh tranh nhau thị trường. Thế nhưng mà sau này ví dụ sản phẩm nó nhiều lên thì người ta đánh vào, người ta siết chặt hơn. Thì cái vấn đề nó phải vào là ví dụ như là mã vùng hay là phải Việt Gáp thì mới được, còn những anh mà kia thì truy xuất nguồn gốc đấy, còn những anh kia thì người ta sẽ tôi nói là không được, tôi nói tức là mình sẽ có cái giá trị của mình nó vẫn tức là bao giờ có giá trị hơn, mình đi nó có cho cái chứng nhận Việt Gáp như thế. Thế cho nên là cái vấn đề là mình làm sao là để cho nó cái tiêu chuẩn để cho nó Việt Gáp thì mình thì tuân thủ, nhưng còn cái vấn đề là cũng không phải là khắt khe lắm, không phải rằng đến vì em làm rồi biết, không phải là đến ngày mai ngày kia thu còn anh thuốc không có, bởi vì khi là đã khi nó ổn định rồi, trái ok rồi, đến lúc mà cắt là cũng bỏ phân bỏ thuốc cả bao nhiêu ngày, chứ không sợ cái hoặc cái vấn đề đấy đấy. Thế là còn phân thuốc thì đi theo cái hướng hữu cơ thì như là bác Hành bác ấy nói cũng đúng, bởi nếu mà dùng mà hướng hữu cơ thì có thể khi mang trái thì phải có khó phân hóa học khi mang trái thì nó phải có, còn cái kali không nhất thiết phải dằn kali dưới gốc bằng hóa học. Bác nói đúng, người ta dùng kali hữu cơ chỉ cần phun ở trên lá nó cũng đã vào cơm ok, không nhất thiết cứ phải bỏ ở dưới đấy. Thế còn nếu mà mình thành lập được ấy thì làm bên đấy, bây giờ vấn đề là bọn em đã làm ao vùng bữa trước rồi nhưng nó chưa thành công, nhưng cái đó là làm thì trải qua một cái doanh nghiệp khác, thì nghĩa là mình phải phụ thuộc người ta, tất cả về giá cả người ta thu mua bao tiêu sản phẩm là phải qua tay người ta. Đấy là cái bữa trước nhưng nó không thành công. Thế còn bây giờ là ý bây giờ làm là bên tỉnh làm cho là làm cấp mã vùng cho ta là ta tự do đúng không, cấp Việt Gáp thôi, cấp cái Việt Gáp thôi là tiêu chuẩn Việt Gáp, tiền đề của mã vùng ấy. Nó là tiền đề của mã vùng, tức là mình sau này mình cái sản phẩm mình làm ra mình thích bán cho thì bán, không một không cái doanh nghiệp nào khác, đúng không? Có thể là người ta sẽ mình làm thành công, người ta sẽ giới thiệu như là chứng nhận được cái nhóm này là Việt Gáp là được bán ra siêu thị này, nhưng là nhiều bà con bây giờ là người ta hôm qua rồi là người ta đi qua xã hoặc thậm chí là người ta còn đang e ngại vấn đề là người ta bảo người ta không làm được như thế, người ta sợ rằng người ta không làm cái quy trình nó nghiêm ngặt quá, người ta không làm được như thế. Nhưng người ta, thì ông này bây giờ cái giá nó cao, tôi nghĩ là ông cứ làm tự do, ông bán tự do bán cho ai thì ai, tôi cứ làm tự do chẳng phụ thuộc ai. Ông kỹ thuật ông làm rồi không, cái này nó cái kỹ thuật là một phần anh, cái này nó không là cái này nó không phải đòi hỏi nào, vấn đề học vào đây để làm kỹ thuật đúng rồi, mà cái này vào đây là làm cái hàng sạch chất lượng, hàng sạch là được chứng nhận thương hiệu, chúng ta có thương hiệu, và đây là hàng của chúng ta khi ra thị trường là có thương hiệu, không phải tôi nói làm tốt chúng ta tăng lên, chúng ta có thể là hàng ta vào được siêu thị, là tự siêu thị người ta tìm đến, người ta kể cả là rồi đấy, ví dụ như là thị trường Bảo Hòa, người ta đi cả mọi thứ thị trường Bảo Hòa, nhưng mà mình có thì mình cũng bán được như thế, chứ còn không phải là thuộc về kỹ thuật. Chúng ta ấy là ra cái mục đích đầu tiên đấy là làm cái chương trình Việt Gáp, mà phải làm cái đợt làm cái cấp cái bao phủ để cho sau này chúng ta đi xa thôi. Còn cái kỹ thuật có thể là đồng chí Toàn, đồng chí Hùng về thống kê lại toàn bộ những cái danh sách của cộng tác viên Phương Đông hoặc trưởng thôn đưa cho các thôn lên tổng hợp lại, sau đồng chí có thể liên hệ một số bà con, và chúng tôi cũng liên hệ rồi đồng ý thì tôi mới đưa vào danh sách, nhưng cũng có thể liên hệ lại một số, sau đó là có thể ta lại phục, nếu mà sau này làm sạch ta lại chuyển chuyến hai, chứ còn bây giờ mới là chỉ là dập dạc thế, chứ còn cơ bản là bây giờ các ông các bà vẫn đồng ý nhất trí là vào trong một cái nhóm này để xuất đi xa, làm đi xa, làm đi sạch thế thôi, thế đúng thôi, không thế rồi. Và hai nữa là báo cáo các bác là cũng không phải nhất thiết là phải sử dụng hữu cơ, tức là không sử dụng thuốc cấm là được, thế thôi, và có quy trình cách ly, sử dụng thuốc cơ như chú Hạnh như cả anh Hiển thì quá tốt rồi, mà không nhất thiết, không nhất thiết trong xã và cái tổ hợp tác thường viên thì lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban thường vụ nông dân xã thì xin gửi lời tới bà con một lời chào trân trọng nhất, và nhân dịp năm mới thì cũng chúc gia đình các đồng chí rồi bà con nông dân là mạnh khỏe, là tấn tài tấn lộc. Đấy, thì năm nay được mùa sầu riêng, thứ nhất là vậy. Và thứ hai thì cũng báo cáo là thực hiện theo cái công văn số 32 về cái quản lý chất lượng
cấp Việt Gáp. Thì hôm nay cũng hội nông dân với phối hợp với ban nông nghiệp xã tổ chức gọi là hội tụ các bà con làm sầu riêng có trái và chưa có trái, thì nói chung được mang chất là để làm tính chất Việt Gáp để cho bà con có cái sản phẩm sạch ra thị trường, tung ra thị trường. Lúc này thì chúng ta thì đang cái thị trường đang thiếu thì cũng chưa là cần đấy, nhưng mà sau này thị trường ta dư thì là cái Việt Gáp đưa vào rất là quan trọng đấy. Thì đối với một gia đình là mấy chục tấn sầu riêng mà 100 gia đình trong một xã thì nó là bao nhiêu đấy, bởi vậy thì đấy thì sau này nó là rất là dôi dư. Mà cái tỷ lệ ở Đắk Lắk là các bác đã xem truyền hình đã thấy rồi, giờ là vượt ngưỡng sầu riêng đã vậy quy hoạch đấy. Thì về vấn đề này và mong muốn các bà con là sau thành lập được cái tổ tác, sau là thành lập được cái hợp tác xã đấy để ra thị trường đấy, sau này thì thứ nhất là cũng hội nông dân xã với lại ban nông nghiệp cũng bàn bạc về vấn đề này và cũng gửi tờ trình từ năm ngoái đấy. Thế nên là năm ngoái thì đồng chí Đông cũng làm phòng nông nghiệp, đồng chí Đông mới có cái nhã ý gửi đến đấy thì mới có được cái chương trình này về xã Xuân Phú. Nhiều xã thì đối với Việt Gáp ấy thì có xã Cư Ninh cũng có một tổ hợp tác về là Việt Gáp sầu riêng, chứ còn riêng huyện Đắk Ca thì Xuân Phú lần này là lần thứ hai là với được thì báo cáo bà con như vậy. Thì để làm việc ngay ấy thì cũng không phải nhất thiết bà con là phải là theo cái quy trình về phân hữu cơ, mà làm sao mà để có cho mình vườn cây có hiệu quả nhất. Và nói chung là như anh Quyến đã nói là cách ly thì có nghĩa là cái quả sầu riêng không phải nay phun mai bán đấy, nó cũng có tầm cách ly cơ mà, chứ không phải là cái khác. Thì đây là cái chương trình của nhà nước nên là chúng ta cũng hiểu như thế là được đầu tư là có nghĩa là về khoa học kỹ thuật, sau này là áp dụng khoa học kỹ thuật là truyền đạt tới bà con, ví dụ như là có về khoa học kỹ thuật là truyền đạt lan tỏa đến tận nơi. Thì một phần thứ hai và người ta cấp cái Việt Gáp ấy thì cũng báo cáo là như nếu mà như tư nhân ấy, thì là phụ thuộc với thị trường người ta, nhưng mà đây là thị trường không phụ thuộc, là ví dụ như là nhà nước người ta cấp mã ý muốn nói là cấp cho cái Việt Gáp này là từ 2 năm đến 5 năm đấy, có nghĩa là 2 năm sau ví dụ như là cảm thấy là người ta lại đi thăm vườn lại là người ta gọi là mang chất kiểm nghiệm lại, thế là vẫn đạt thì bắt đầu lại tiếp tục cấp Việt Gáp, chứ không phải là Việt Gáp mãi mãi. Báo cáo bà con vậy, không phải là làm một cái là mãi mãi đấy, thì sau 3 đến 5 năm là người ta lại kiểm lại thế, thì kiểm lại vườn cây ấy. Đối với xã Xuân Phú thì muốn là thành lập cái tổ tác sầu riêng trước, sau là lan tỏa được thì mới thành lập hợp tác xã. Chứ hợp tác xã thì nó nhiều vấn đề lắm. Hợp tác xã thì lại phải mã thuế, báo cáo quan thế, nhưng mà tổ hợp tác thì không phải mã thuế. Thế mà hợp tác xã thì là phải đóng thuế từ nhà nước, thế tổ hợp tác nó gọn. Thì bởi vậy là mong muốn là trước hết là thành lập tổ hợp tác, và vững mạnh được tổ hợp tác thì mới thành lập xã được. Thì từ cái tổ hợp tác con trở thành hợp tác xã to đấy, thì sau này nó mới ra thị trường mạnh mẽ được. Báo cáo bà con như vậy, làm sao là để kết hợp được cái vấn đề này, thì cũng mong muốn bà con làm sao là hợp tác để làm, chứ còn là cũng không vấn đề ngại về vấn đề khác đâu. Thế mà hôm nay làm sao mà các bà con ấy, bầu ở đây được tổ trưởng tổ phó, gọi là tổ tác đấy, tổ trưởng tổ phó đấy, để sau này là ví dụ có cái vấn đề gì đó thì người khác thì cũng có cơ quan nhà nước rồi. Phần thứ hai nữa là thành lập một nhóm Zalo trong cái tổ này, ví dụ tổ trưởng tổ phó là có nghĩa là chuyển giao các kỹ thuật, ví dụ như hôm nay là chỉ cần nhấn cái vào Zalo cái là cho mời các anh là hôm nay chuyển giao các kỹ thuật hay là cái gì đó, hay là giá cả sầu riêng cái này cập nhật cái này là có ngay. Báo cáo với bà con như vậy để cho nó thuận tiện, nó dễ, mà giờ thời đại 4.0 rồi ai cũng dùng Zalo đấy, thì mong muốn là cập nhật trên thông tin điện thoại rồi người khác tất cả quy trình rồi khoa học kỹ thuật áp dụng được trong đời sống. Thì bà con cũng mong các bà con xem có ý kiến và bầu ra được tổ trưởng tổ phó hôm nay để tổ tác để có cái những này để ghi vào biên bản và đồng thời là gửi lên trên tỉnh để người ta công nhận cái tổ tác thường niên của xã Thủy Phú. Xin hết ạ.